Đừng có nhìn đây, các bạn không được nhìn đây nhá. Chỉ có tay thôi, rồi. Ngỡ ngàng, lăn ra. Lại nhìn lại. Lại lăn lại. Rồi đúng rồi, anh nghe nào nó nói gì? Anh nói gì đúng không? Anh nói gì à? Đây rồi. Ôi tình yêu. Rồi sao nữa, đứng các bạn đừng nhìn đây. Chị bắt đầu thấy có một luồng sét chảy từ trong người anh sang chị giật đùng đùng. Chị buông ra, chị lùi lại. Chị hoảng hốt. Tại sao lại có một cảm giác thật là mãnh liệt đến như vậy? Sao cô không đi bảo vệ số với tôi đi? Nó đi. Sao cô không đi bảo vệ số với tôi đi? Sao cô không đi bảo vệ số với tôi đi? Chị giật tiếp, anh cầm vào tay chị giật tiếp. Chị nói với anh. Nói gì? Tôi chưa có ai đầu tư cho cái số để bán. Cứ nói rồi, mình cứ nói rồi. Anh có thể hỗ trợ cho em không? Rồi sau đó họ mới kịp đi khách sạn. Trời mưa rồi. Trời mưa quá, chúng mình phải đi về chỗ. Chúng mình đi nhà nghỉ thôi. Đi nhà nghỉ thôi. Trời mưa rồi, chúng ta đi tìm chỗ. Trời mưa rồi. Bằng nào nhớ lên. Nhớ lên đi kia. Chứ sao không lên rồi.
Đó, thì diễn luôn. Mày ơi, mày đang phải nhìn xuống. Mày đang phải nhìn xuống gì? Nhanh lên tí. Cửa đổ ra kiểm tra đi xuống. Bạn nào, bạn nào? Mấy đi anh lên, anh sẽ lên. Nói câu chuyện mới. Ê, đi xa đi. Yeah.
cứu.